Xin chào các chị các bạn xem kênh của Hiền Toyota. Và mình là Sơn ạ. Vâng, một chiếc xe Honda CR-V. Bản này bản G. Đời 2020. Mới chỉ chạy được 16.000 km. Rất là mới, một chiếc xe màu xanh cực kỳ đẹp. CR-V bản G. Đời 2020. Chiếc xe 1.5 Turbo. Giá bán là 930 triệu các bạn nhé. 930 triệu chiếc xe này. Đấy. Chiếc xe còn rất là mới các bạn nhé. Xe còn bảo hành hãng đến năm 2023. Vâng. Còn rất mới luôn, mới chạy được mười mấy ngàn km. Cực kỳ mới luôn. Xe này biển số tỉnh. Mình quay chi tiết để các bạn cùng đánh giá. Và các chị bạn nào mà có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy đến Hiền Toyota Bình Triệu, 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức xem xe, đi thử xe và thương lượng giá các bạn nhé. Vâng, các chị bạn xem kênh vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình về thông tin của chiếc xe này nhé. Vâng, tổng quan xe này thì sơn zin nó còn tầm độ khoảng đến 98.9% các bạn ạ. Vâng, 2020 nhưng mà thực ra mới chạy được mười mấy ngàn km, cực kỳ mới luôn. Đây, các chị bạn nhìn này, đặt mâm này, đấy, không một vết chảy luôn. Đó, vỏ thì đương nhiên là vỏ 2020 theo xe rồi, còn rất là cao các bạn nhé. Đấy. Mới chạy được hơn mười mấy ngàn km mà. Vâng, đèn đó thì full led này, cực kỳ. Đấy, CR-V thì nó có 3 bản, bản E, bản G và bản L. Bản L thì là bản cao nhất, còn bản này bản giữa các bạn nhé. Đấy, thì nó thiếu một số cái option đấy các bạn ạ. Vâng. Đấy, đèn đóm cực kỳ đẹp luôn. Xe này cái màu sơn màu xanh rất là đẹp. Đấy, màu xanh. Vỏ thì cả 4 vỏ đều xài Michelin hết các bạn nhé. Xe thì cũng lên phim cách nhiệt này. Rồi cái tay nắm cửa là dán những cái carbon này, cực kỳ đẹp này. Đó. Nội thất thì nội thất màu đen. Đó. Ghế chỉnh điện 10 hướng này bạn này. Đấy. Xe thì y chang như là cái bản y chang như bản G, bản L thôi, nhưng mà cái này nó thiếu một số cái option. Vâng. Đây, nắp bên cửa bên này này. Đấy, không một vết trầy này. Ốp gỗ rất đẹp các bạn nhé. Đấy, tắp lô này. Đó. Không một vết chảy xước luôn. Đây, mời các bạn nhìn này. Đó, 16.000 km. Còn cực kỳ mới luôn. Đấy, xe thì có lẫy chuyển số này. Đèn auto này. Đấy. Gương chống chói này. Rồi đây, cái trần thì cũng là ốp cái trần chống nóng rồi các bạn này. Đấy. Đây, số tự động đây. Cực kỳ mới luôn các bạn nhé. Đấy, xe còn bảo hành hãng. Các chị các bạn có thể là đem vào hãng để test xe nhé các bạn nhé. Đấy, test lịch sử xe cũng như là tình trạng thực tế các bạn nhé. Đây. Đó, tiếng này. Tắp bi cửa bên này đây. Cực kỳ mới luôn. Rất mới luôn các bạn nhé. Đây, xe này nữa. Cân bằng điện tử này. Đấy, cảnh báo lệch làn đường này. Rất là nhiều chức năng á, full option các bạn nhé. Lấy chuyển số đầy đủ hết tất cả, không thiếu gì cả. Ở đây xe này thì nó là 1.5 turbo. Đây, cái mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ tiết kiệm các bạn nhé. Kết hợp là 6.9, ngoài trong đô thị là 8.9 và ngoài đô thị là 5.7. Đó. Cực kỳ luôn. 1.5 thôi nhưng mà thực ra thì khi mà nó tăng tốc thì cực kỳ nhá, bởi vì nó là động cơ turbo tăng áp mà. Đấy. Đây, hàng ghế sau đây. Đó. Cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ mới luôn, siêu mới luôn các bạn nhé. Đây, đằng sau thì còn là 2 ghế nữa, xe này thì 5+2. Đấy, đằng sau chỉ có 2 ghế thôi. Nói chung là xe này tầm ngồi 6 người là ok. Đấy, 6 người thôi các bạn ạ. 7 người thì nó hơi chật một tí. Đấy. Nhưng mà cái xe này thì cũng là làm xe cá nhân vẫn ok các bạn nhé, làm xe cá nhân vẫn được. Đấy. Một chiếc xe 5+2 gầm cao. Đấy. Đây. CR-V đây, đó là động cơ turbo tăng áp các bạn nhé. Đó, anh chị bạn nhìn này, đây, quăng để đồ đây. Khi mà cái hàng ghế sau này thì quăng để đồ thì nó chỉ có một cái vali thôi. Đấy. Còn nếu mà ngồi 5 người á, 5 người thì gấp cái hàng ghế này xuống thì có thể là để đồ rất là rộng các bạn nhé. Nói chung là đi 5 người là đẹp nhất. Xe này 5 người là đẹp nhất.
rất ok, một chiếc xe cực kỳ mới luôn các bạn nhé, rất mới luôn, có một vết chảy xước luôn. Đấy. Xe này thì còn vay ngân hàng được 6 năm và tối đa là 65-70% xe các bạn nhé. Đấy. Vay ngân hàng, tuy nhiên là thời gian gần đây vay ngân hàng nó hơi bị khó khăn một chút. Đấy. Thì các chị bạn cứ đến coi xe đi, bên mình sẽ bàn những vấn đề ngân hàng nhé, bên mình hỗ trợ cái đó. Đó. Bên mình bán, bên mình báo quay đầu nhé. Các chị bạn đi một thời gian, lên đời hay đổi xe khác, quay lại bán lại cho bên mình. Bên mình sẽ mua lại với cái giá ok nhất nha các bạn nhé. Yeah. Đó. Màn hình là màn hình lên này. Đó. Rất là lớn nha các bạn. Vâng. Đây, mời các chị bạn xem cái khoang máy của em CRV đây, Honda CRV. Đấy. Động cơ 1.5 turbo tăng áp. Đấy. Tăng tốc cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Nói chung là xe còn rất là mới, cực kỳ mới luôn. Siêu mới luôn các bạn nhé. À, 2020 mà đấu sơn nhà máy vẫn còn nguyên này các bạn này. Đấy. Chị bạn yên tâm nhé, cam kết là xe không đấm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên zin. Các chị bạn có thể mang vào hãng test các bạn nhé. Vâng, một chiếc xe Honda CRV bản G 1.5 turbo đời 2020 và mới chạy được 16.000 km, giá bán là 930 triệu các bạn nhé. 930 triệu. Đấy, giá này còn thương lượng đôi chút. Xin mời các chị bạn có thể đến Hiền Rota Bình Triệu, 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức xem xe, đi thử xe và thương lượng giá các bạn nhé. Các chị bạn xem kênh vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình về thông tin của chiếc xe này nhé. Vâng, xin cảm ơn các chị bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào ạ.